Thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà cô dì chú bác cắt cành tỉa cành. Thì hiện tại là bây giờ rất là nhiều nhà vườn đang gặp cơi lỡ. Cơi lỡ thì cô dì chú bác xử lý phun thuốc sâu rầy dùng ông Khánh giữ lại cái cơi đấy là điều nhất. Điều thứ hai vẫn dưỡng lá bình thường. Dưỡng lá để làm gì? Để cho những cái chức năng của cái lá mà còn lại trong cái thời gian nuôi trái vừa rồi nó tiếp tục khỏe để nó quang hợp tạo ra gluco. Gluco hay còn gọi là carbon hydro và oxy để cây trồng tích lũy đủ một lượng dinh dưỡng để nó tích lũy ở trong bộ rễ, cổ rễ dùm em Khánh. Và tại sao khi cây đang đi đọt lá đang lụa chưa già thì không nên cắt cành tỉa cành? Khi đọt nó đang đi thì cây trồng tiết ra men và enzyme để giúp cây trồng chuyển hóa thành cellulose hoặc là các bộ phận mới. Bộ phận mới ở đây là đọt lá. Khi quang hợp được bao nhiêu cây trồng nó sẽ rút luôn dinh dưỡng, đúng không ạ? Nó sẽ lấy luôn dinh dưỡng để nó cấu tạo lên cái lá. Trong cái quá trình khi đó cây trồng vừa đang quang hợp vừa đang tiến hành cho đi một cái cơi mới thì nó làm dinh dưỡng nó chưa tích lũy được trong cái cỗ rễ cũng như là vỏ cây nằm trong cellulose mạch dẫn của cây trồng, đúng không ạ? Thì khi nó chưa tích lũy được mà cô dì chú bác lại cắt nó đi thì mình loại bỏ hết các cái lá đi thì là những cái máy bơm dinh dưỡng, đúng không ạ? Thì làm cho cây trồng nó chưa tích đủ dinh dưỡng thì sau này các bác kéo cơi á nó không có cái nguồn dinh dưỡng dự trữ nhiều. Dinh dưỡng sau quang hợp tích lũy càng nhiều càng tốt để cấu tạo nên nhiều cái đọt